Kings Up giúp bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lý nam an toàn, bền vững. Kings Up quà tặng miễn phí cho 10 khách hàng may mắn. Tư vấn miễn cước 1800 1204. Trong vài tuần qua, dịch cúm A bùng phát tại các tỉnh phía Bắc khiến cho người dân hoang mang lo lắng và nhiều người đã tìm mua thuốc Tamiflu để tích trữ hoặc tự điều trị tại nhà khi mắc. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo sử dụng thuốc này cần phải có chỉ định của bác sĩ, nếu không thì có thể dẫn đến nhiều nguy cơ cho sức khỏe. Do người dân tìm mua nhiều nên giá thuốc Tamiflu tại Hà Nội cũng tăng theo. Nhiều nơi bán trên 600.000 đồng một hộp, thậm chí có người dân phải chi gần 1 triệu đồng một hộp để mua. Nhiều người cho rằng khi bị cúm A cứ uống Tamiflu là nhanh khỏi. Tuy nhiên theo các bác sĩ, điều trị cúm A chủ yếu là điều trị triệu chứng. Thuốc kháng virus dùng trong điều trị có thể dùng Tamiflu, tuy nhiên thuốc này phải có chỉ định của bác sĩ. Người bệnh bị viêm phổi siêu vi cấp tính do cúm mới cân nhắc dùng Tamiflu, hoặc người có bệnh nền tiểu đường mắc cúm A có khả năng diễn biến nặng hơn thì mới dùng Tamiflu. Tamiflu không dùng được đại trà do bệnh nhân mắc cúm thì đa số tự khỏi. Chúng ta cũng không nên dự trữ khi dùng phải có sự kê đơn của bác sĩ. Cũng theo khuyến cáo, Tamiflu sử dụng có hiệu quả nhất sau khi phát hiện trong vòng 2 ngày. Nếu sau 4 đến 5 ngày thì hầu như các bác sĩ sẽ không kê thuốc này trong điều trị cúm thì tamiflu là thuốc không được sử dụng tùy tiện không nên tự ý mua thuốc về chữa cúm nếu sử dụng không theo đúng chỉ định của người kê đơn thì có thể dẫn đến nguy hiểm tới tính mạng và sức khỏe